Khi nhắc đến chip máy tính, người ta sẽ nhớ ngay đến Intel. Trải qua hơn 4 thập niên, tập đoàn này đã tạo được sức ảnh hưởng rất lớn đối với công nghệ khi hơn 90% máy tính trên toàn thế giới sử dụng chip xử lý của tập đoàn này. Tuy nhiên, không có quá trình phát triển nào mà không trải qua va vấp. Intel hiện tại đang đối mặt với vấn đề cạnh tranh gay gắt, vấn đề muôn thuở của thương trường ở bất kỳ lĩnh vực nào. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lịch sử Intel, ông trùm chip máy tính triệt hạ đối thủ bằng lợi thế độc quyền. Tập đoàn của những nhà khoa học tài năng. Andrew Grove là người gốc Do Thái, sinh ngày 2 tháng 9 năm 1936 tại Budapest, Hungary. Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, Andrew Grove là một trong số ít người của dòng tộc sống sót, thoát khỏi sự truy sát của phát xít Đức. Ngay từ khi còn đi học, Andrew Grove đã tỏ ra cực kỳ thông minh, được đánh giá là giỏi toàn diện, lại rất có khiếu kinh doanh và ưa thích tìm hiểu, nghiên cứu khoa học. Mới chỉ 14-15 tuổi, Andrew Grove đã được làm phụ trách bộ phận của một tờ báo phát hành tại Budapest. Năm 1956, Andrew Grove di tản sang Mỹ, học tại trường New York City College. Năm 1960, sau khi có tấm bằng cử nhân xuất sắc ngành hóa vật liệu, ông làm nghiên cứu sinh rồi trở thành tiến sĩ tại Trường Đại học Tổng hợp California tại Berkeley. Với hơn 40 công trình nghiên cứu và nhiều bằng phát minh, ông là cái tên nổi trội trong giới khoa học. Năm 1967, Andrew theo Gordon Moore về làm nghiên cứu tại trung tâm Fairchild Semiconductor. Năm 1968, công ty Integrated Electronics, gọi tắt là Intel, được thành lập xuất phát từ ý tưởng của Gordon Moore và Robert Noyce. Andrew Grove, với tư cách là người học trò xuất sắc nhất của Gordon Moore, đã cùng tham gia và trở thành giám đốc điều hành ngay từ những ngày đầu. Trước đó, Gordon Moore và Robert Noyce đã khá nổi tiếng là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phát triển và sản xuất các vật liệu bán dẫn. Trước đó, họ đã tham gia cùng với nhiều đồng nghiệp khác thành lập và duy trì một trung tâm sản xuất vật liệu bán dẫn là Fairchild Semiconductor. Robert Noyce là giám đốc điều hành, còn Gordon Moore phụ trách bộ phận nghiên cứu phát triển vật liệu bán dẫn của trung tâm. Do bất đồng quan điểm cả về khoa học lẫn phát triển kinh doanh, nên họ quyết định thành lập Intel. Ban đầu, họ gọi công ty là NM Electronics với N và M là viết tắt họ của hai người, bởi Moore Noyce nghe rất giống với Moore Noyce trong tiếng Anh, tức là ồn ào hơn. Sau đó, cả hai muốn đổi tên thành Integrated Electronics. Tuy nhiên, cái tên này đã được đăng ký trước. Do vậy, họ lấy những chữ cái đầu của mỗi từ để thành cái tên Intel và mua lại bản quyền cái tên Intel từ chuỗi khách sạn Intelco với giá 15.000 đô la Mỹ. Ngay từ đầu, Andrew Grove cùng các đồng nghiệp tại Intel theo đuổi việc sản xuất các con chip lưu dữ liệu bằng vật liệu bán dẫn. Từ một hợp đồng nghiên cứu của công ty Nhật Busicom, Andrew Grove đã có ý tưởng nghiên cứu và phát triển bộ vi xử lý dùng cho máy tính. Tới năm 1965, Gordon Moore phát hiện ra một quy luật quan trọng. Ông đăng một bài báo đề cập về dự đoán từ quan sát của mình. Cứ sau mỗi năm, ngành công nghiệp bán dẫn sẽ tìm được cách nhồi gấp đôi số lượng bóng bán dẫn trong một chip silicon. Nói cách khác, sức mạnh của chip máy tính tăng gấp đôi trong một lịch trình có thể dự đoán. Hơn nữa, chi phí cũng giảm. Dự đoán này nổi danh dưới cái tên định luật Moore, cuối cùng trở thành lời tiên tri. Kể từ đó, những cải tiến không ngừng trong việc tạo ra các IC nhỏ hơn dẫn đến khả năng sản xuất ra những chip silicon có sức mạnh xử lý ngày càng cao. So với ENIAC đồ sộ, bộ xử lý Intel trong máy tính chứa số lượng linh kiện điện tử cao gấp hơn 10.000 lần, trong khi toàn bộ chip chỉ chiếm diện tích chưa tới 2cm². Tầm nhìn chiến lược. Andrew Grove đã tiên liệu trước sự phát triển của máy tính và nhu cầu máy tính càng cao để đề ra chiến lược phát triển cho Intel. Ông không lựa chọn con đường đi của nhiều nhà sản xuất phần cứng khác là sản xuất, lắp ráp toàn bộ từ A đến Z các thiết bị máy tính mà vẫn trung thành và chỉ tập trung vào các thiết bị quan trọng nhất, tạo nên sự khác biệt giữa các thế hệ máy tính là dung lượng và tốc độ. Andrew Grove đã không tiếc tiền cho việc nghiên cứu và phát triển. Lợi nhuận mà Intel làm ra rất nhiều, thế nhưng ông quyết định tái đầu tư trở lại. Ngoài đầu tư nghiên cứu, Andrew Grove còn chú ý đầu tư vào các nhà máy sản xuất quy mô lớn để hạ giá thành, đồng thời đảm bảo khả năng cung cấp hàng ở quy mô lớn. Intel đã liên tục và không ngừng cung cấp cho các nhà sản xuất máy tính những con chip có dung lượng lớn hơn, những bộ vi xử lý có tốc độ cao hơn. Chính nhờ đó mà máy tính được phổ cập và các phần mềm tiên tiến phức tạp hơn mới có đất để dụng võ.
Nếu như khoảng 95% số máy tính cá nhân chạy phần mềm của Microsoft, thì thị phần về con chip và bộ vi xử lý của Intel cũng chẳng chịu kém là mấy, với xấp xỉ 90% số máy tính cá nhân. Tuy vậy, với bản tính rất thận trọng vốn có, Andrew Grove luôn tỏ ra cảnh giác với mọi nguy cơ tụt hậu của Intel. Ông cho rằng, kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin phải luôn canh chừng thời điểm mà ông gọi là bước ngoặt chiến lược. Bản thân Andrew Grove không hề đánh giá quá cao các kết quả nghiên cứu khoa học của mình và cộng sự, mà cho rằng thành công của Intel được đảm bảo bởi sự chuyển mình bắt nhịp kịp thời với bước ngoặt chiến lược. Phong cách quản lý doanh nghiệp của Andrew Grove rất hiện đại. Ngay từ năm 1972, Intel đã có quy chế dành cho cán bộ quản lý cấp cao mua cổ phiếu với giá ưu đãi chỉ bằng 85% giá thị trường. Andrew Grove đã đưa được triết lý kinh doanh của mình tới nhân viên của tập đoàn: hoặc là tất cả chúng ta cùng thành công, hoặc là tất cả cùng thất bại. Cũng dưới sự lãnh đạo của ông, lợi nhuận hàng năm của tập đoàn đã tăng từ 1,9 tỷ đô la Mỹ lên hơn 26 tỷ đô la Mỹ. Đó là lý do vì sao ông từng được mô tả là một người cầm lái giai đoạn tăng trưởng của thung lũng Silicon. Chủ tịch hiện tại của Intel, Andy Bryan, cho biết người tiền nhiệm của mình là một vị lãnh đạo hiệu quả bởi ông đã kết hợp phương pháp phân tích của một nhà khoa học với khả năng kết nối mọi người bằng những cuộc trò chuyện chân thực và sâu sắc. Hành trình phát triển cùng những con chip. Tháng 4 năm 1969, hãng sản xuất máy tính của Nhật Busicom đặt hàng Intel sản xuất một con chip cho thế hệ máy tính tiếp theo của hãng này. Thiết kế một con chip theo đơn đặt hàng đúng như Busicom là một điều tương đối khó khăn với kỹ sư Ted Hoff. Chính vì thế mà Hoff mới mời Mazur, cựu nhân viên của Fairchild Semiconductor, cùng tham gia thiết kế. Sau khi hoàn thiện thiết kế con chip, tháng 4 năm 1970, Intel đã lôi kéo thêm Fagin của Fairchild Semiconductor về để sản xuất con chip đó. Công việc thiết kế và sản xuất con chip chậm hơn tiến độ đặt ra của Busicom, nhưng phía Busicom đã đồng ý kéo dài thời hạn hợp đồng. Cuối cùng, mẫu thử nghiệm đầu tiên của con chip 4004 đã ra mắt vào tháng 10 năm 1971. Con chip 4004 được xem là con chip vi xử lý đầu tiên trên thế giới. Như vậy, mặc dù chậm hơn tiến độ của Busicom, nhưng chính bản thân Intel đã sáng tạo ra vận mệnh của mình, con chip vi xử lý. Một số lãnh đạo trong Intel cũng đã bắt đầu đặt kỳ vọng về 4004. Chính bản thân người đã sáng lập nên Intel, Bob Noyce, cũng đã đặt câu hỏi về việc có thể ứng dụng 4004 rộng rãi được không? Bài báo đăng trên tờ Electronic News là bài báo đầu tiên viết về sự ra đời của con chip 4004. Thông tin cho biết, chip 4004 là một con chip 4 bit chạy ở tốc độ 100 kHz bằng 1 phần 10 của 1 MHz và có thể thực hiện các phép tính toán học. Giá bán của chip 4004 chỉ ở mức dưới 100 đô la. Gordon Moore đã tuyên bố chip 4004 là sản phẩm có tính cách mạnh nhất trong lịch sử loài người. Nhưng nhiều năm sau đó, chip 4004 vẫn chưa nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Tháng 4 năm 1972, Intel tung ra con chip 8-bit 8008. Chip 8008 là sản phẩm được thiết kế riêng cho DataPoint. Tuy nhiên, hãng này đã không thể đủ sức thanh toán hợp đồng thiết kế sản xuất với Intel. Thay vào đó, DataPoint quyết định cấp quyền cho Intel được phép sử dụng con chip, trong đó bao gồm cả những khối lệnh điều khiển tích hợp trong chip vốn là sản phẩm của DataPoint. Chính khối lệnh điều khiển Instruction Set này đã trở thành nền tảng của kiến trúc x86 sau này. Bước đột phá trong việc sản xuất con chip đến vào năm 1974 với sự ra mắt của con chip 8080. Đây là một trong những sản phẩm thành công nhất của Intel và nó nhanh chóng trở thành một tiêu chuẩn cho thị trường. Con chip này được trang bị khối lệnh điều khiển phức tạp hơn và tích hợp trong một gói 40 pin, tức là chip 40 chân. Đây là hai phát kiến thực sự quan trọng bởi nó giúp gia tăng sức mạnh của con chip. Ngoài ra, công ty này cũng là đơn vị đầu tiên phát triển dòng bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên SRAM, DRAM. Intel phát triển nhiều các sản phẩm đa dạng như bộ ghi xử lý, bo mạch chủ đến các thiết bị liên quan đến tin học, truyền thông, mạch tổ hợp. Cũng vào thời điểm đó, một số hãng khác như RCA, Honeywell và Fairchild đều tung ra sản phẩm chip vi xử lý. Nhưng tại sao Intel lại được chọn là người khởi đầu cho ngành công nghiệp chip vi xử lý thế giới? Nguyên nhân là bởi vì Intel đã đảm bảo sản phẩm được ứng dụng một cách dễ dàng nhất. Không những thế, bán cùng với con chip là cả một hệ thống hoàn thiện trợ giúp cho các nhà thiết kế sản phẩm công nghiệp trong việc thiết kế phần mềm. Trong khi đó, thì các đối thủ của Intel đã tính toán lầm về nhu cầu của thị trường.
Chẳng hạn National Semiconductor đã giới thiệu một con chip 16 bit với giá cắt cổ, trong khi chip 8 bit đang phát triển rất mạnh mẽ trên thị trường. Thêm một yếu tố nữa khiến Intel chiến thắng, đó là IBM đã lựa chọn con chip của họ cho chiếc PC đầu tiên trên thế giới, được sản xuất vào năm 1981. Bạn đang xem video trên kênh Người Thành Công, kênh mới của team người nổi tiếng. Đừng quên lại nhấn thích và chia sẻ video để ủng hộ nhóm nhé! Tận dụng thế độc quyền. Cuối thế kỷ 20, tốc độ tăng trưởng doanh thu của Intel thường xuyên đạt trên 20% với số lượng bán sản phẩm ở mức kỷ lục. Tập đoàn Intel hiện nay có hơn 100 chi nhánh bán hàng trên 30 nước, cơ sở sản xuất đặt ở rất nhiều nước với gần 100.000 người làm. Cùng với sự phát triển của thế giới tin học và máy tính, doanh số của tập đoàn liên tục tăng trưởng qua các năm. Tất cả các nhà sản xuất máy tính đều rất chuộng và rất cần các thiết bị của Intel. Từ đó, gần như mọi hoạt động nghiên cứu và thương mại của Intel đã được tập trung vào nghiên cứu và sản xuất các con chip và bộ vi xử lý. Sau loại vi xử lý 4 bit và loại vi xử lý 8 bit, rồi các thế hệ cao nữa. Kể từ thuở sơ khai của kỷ nguyên PC, Intel đã thu về lãi khủng nhờ có doanh số và biên lợi nhuận lớn. Công ty này đã bán được vô số vi xử lý và có thể tăng giá sản phẩm nhiều hơn bình thường. Có một lý do về kỹ thuật giúp Intel có thể tăng giá chip của mình lên cao như vậy, đó là sự độc quyền của kiến trúc tập lệnh x86. Từ trước đến nay, Windows luôn được xây dựng trên kiến trúc x86 của Intel. Điều này có nghĩa là những nhà sản xuất PC như Dell, dù chỉ muốn mua Windows cũng phải mua luôn chip của Intel. Nhờ thế độc quyền song hành này, Intel và Microsoft có thể tăng giá bán các công nghệ tương ứng của mình. Intel đã tận dụng lợi thế này để chèn ép và đánh bật các đối thủ khác. Mafia Intel. Để đạt được vị thế độc tôn trên thị trường vi xử lý cho PC, Intel đã hành xử như một băng đảng mafia. Giả sử Intel muốn tăng biên lợi nhuận của mình, hãng này sẽ gõ cửa Dell và nói, chúng tôi sẽ tăng giá bán CPU cho các anh. Do không có lựa chọn nào khác ngoài sản phẩm của Intel, Dell buộc phải chấp nhận sự tăng giá này. Sau khi Dell trả thêm tiền cho Intel với mỗi PC bán ra, hãng này có 3 lựa chọn. Thứ nhất, Dell có thể tăng giá PC, làm giảm khả năng cạnh tranh của hãng trên thị trường PC khốc liệt. Thứ hai, Dell có thể giữ nguyên giá và chấp nhận lợi nhuận của mình bị giảm, giá cổ phiếu của công ty sẽ bị ảnh hưởng. Cuối cùng, Dell sẽ ép các nhà sản xuất linh kiện PC còn lại giảm giá bán và biên lợi nhuận của họ để bù lại số tiền phải trả cho Intel. Không ngạc nhiên khi Dell và các nhà sản xuất PC khác chọn cách thứ ba, vì có nhiều nhà cung cấp GPU, chip xử lý đồ họa trên thị trường. Dell có thể để Nvidia và ATI cạnh tranh với nhau, buộc họ phải hạ giá thành để được tiếp tục bán sản phẩm cho Dell. Điều tương tự cũng được áp dụng với các nhà sản xuất linh kiện PC khác. Đây chính là chiến thuật Intel dùng để đánh cắp biên lợi nhuận từ tất cả nhà sản xuất linh kiện PC khác, đặc biệt là các hãng chế tạo GPU như Nvidia và ATI. Với AMD, chiến thuật để Intel đánh bật đối thủ sản xuất chip lớn nhất của mình là dán nhãn Intel Inside vào các sản phẩm PC sử dụng chip Intel. Để đổi lấy việc dán nhãn này, Intel sẽ trợ giá cho hoạt động marketing của các nhà sản xuất PC. Nhờ thế, nhà sản xuất vẫn giữ nguyên được giá sản phẩm của mình và có thêm tiền cho marketing. Intel có thêm biên lợi nhuận và làm suy yếu các đối thủ. Sau tất cả, Intel chính là bên hưởng lợi lớn nhất và các hãng sản xuất linh kiện PC còn lại chỉ biết khóc thầm trước sự ma mãnh của Intel. Intel đã thành công to với chiến lược kinh doanh nói trên và họ muốn bảo vệ nó bằng mọi giá. Hãng chế tạo chip này cũng có bộ phận sản xuất vi xử lý ARM rất hiệu quả, nhưng họ đã quyết định bán đứt bộ phận này vì cho rằng mà kinh doanh với số lượng lớn và biên lợi nhuận thấp này không quan trọng. Vào thời điểm ARM nhận được nhiều sự quan tâm và Steve Jobs đang bí mật phát triển iPhones, Intel đã hoàn toàn mở mắt bởi biên lợi nhuận lớn thu được nhờ bán chip PC. Do đó không ngạc nhiên khi Steve Jobs đề nghị Intel sản xuất chip ARM cho iPhone, Intel đã từ chối lời đề nghị này. Họ không muốn tốn công để sản xuất CPU cho điện thoại vì ngành này có biên lợi nhuận thấp. Và họ cũng không ngờ rằng iPhone sẽ trở thành cuộc cách mạng công nghệ lớn nhất kể từ khi máy tính IBM ra đời. Cũng cần phải nói rằng các nhà sản xuất điện thoại khác không mặn mà gì với chip điện thoại của Intel. Họ đã nắm được mánh khóe và biết rằng chỉ cần dính vào chip của Intel, họ sẽ bị Intel dùng thế độc quyền để ép giá sản phẩm.
Không giống như chip X86, nếu một nhà cung cấp ARM tìm cách ép giá sản phẩm, các nhà sản xuất điện thoại có thể bỏ họ và chuyển sang một nhà cung cấp khác. Chưa kể, chip ARM có thể không có hiệu suất hoặc kích thước transistor lớn, nhưng chúng luôn rẻ và dễ sử dụng và hoàn toàn không có nguy cơ bị ép giá. Khi ông lớn va vấp. Ở một chừng mực nào đó, Intel đã nhận ra rằng ARM là một mối đe dọa ở phân khúc chip tiêu thụ ít điện năng. Vì thế, công ty này đã ra mắt dòng vi xử lý tiêu thụ ít điện năng Atom X86 để ngăn đối thủ chiếm lĩnh thị phần. Nhưng Atom là một sản phẩm thất bại khi không đem lại hiệu suất như mong đợi. Không chỉ vậy, công nghệ sản xuất của Intel cũng va vấp. Thế hệ sản phẩm mới của Intel được xây dựng dựa trên quy trình sản xuất 10 nanomet. Theo kế hoạch phải ra mắt vào năm 2016, nhưng những sản phẩm này đến cuối năm nay mới trình làng được. Sự trì hoãn chưa từng xảy ra trước đây đã tạo thời cơ vàng cho hai nhà sản xuất chip nhanh nhạy khác là Samsung và Taiwan Semiconductor Manufacturing Company bắt kịp. Tệ hơn cả là định luật Moore dường như đã không còn phù hợp nữa. Sự trỗi dậy của điện toán đám mây đã làm thay đổi cả bức tranh ngành phần cứng. GPU là chip đầu tiên trong làn sóng mới về chip chuyên dụng. Không còn phải dựa vào những con chip nâng cao hiệu suất có trong phần cứng đa dụng được bán bởi Intel, các công ty từ Microsoft, Facebook đến Tesla đã bắt đầu thiết kế các chip chuyên dùng cho việc phân tích dữ liệu mà họ cần. Trước đây, giám đốc điều hành Intel Brian Krzanich đã khẳng định tập đoàn công nghệ hàng chục tỷ đô la này sẵn sàng có những thay đổi lớn để phù hợp với nhu cầu của thị trường cũng như xu hướng tương lai. Ông Krzanich cho biết, tầm nhìn tương lai của Intel hướng về các công nghệ trong lĩnh vực thực tế ảo, lái xe tự động, Internet trong công nghiệp và vai trò quan trọng của các lập trình viên trong việc đưa các công nghệ tương lai này thành hiện thực. Tuy nhiên, đến tháng 6 năm 2018, Brian Krzanich đã thoái vị sau bê bối có quan hệ tình cảm mật thiết với nhân viên. Giám đốc tài chính của Intel, Bob Swan, sau đó được trao quyền nhiếp chính. Ban đầu, Swan cho biết ông không có ý định giữ vị trí này. Tuy nhiên, cuối tháng 1 năm 2019, ông lại thấy rằng đứng ở trên cao nhìn xuống cũng không phải là ý kiến tồi. Trở thành thuyền trưởng mới, Swan kỳ vọng tiếp tục chiến lược mở rộng hoạt động của Krzanich. Ông muốn khai thác vị thế gần như độc nhất vô nhị của Intel trong ngành sản xuất chip, tức vừa là nhà sản xuất, vừa là đơn vị thiết kế để tấn công vào cả thị trường chip, gia tăng hiệu suất lẫn thị trường các trung tâm dữ liệu. Ông cho biết, mảng kinh doanh cũ của Intel có lẽ chỉ đạt 52 tỷ đô la Mỹ, nhưng theo tính toán của ông, cộng thêm các lĩnh vực mới này, con số sẽ lên tới 300 tỷ đô la Mỹ. Xác định mục tiêu trên, Intel đã lao vào cơn sốt thâu tóm. Năm 2015, Intel đã mua lại Altera, chuyên sản xuất chip máy chủ, với giá 16,7 tỷ đô la Mỹ. Đến năm 2017, công ty lại thâu tóm Mobileye, nhà sản xuất chip thị giác máy tính cho xe không người lái với giá 15,3 tỷ đô la Mỹ. Trong nội bộ, Intel rót vốn vào mọi thứ từ quang tử học, tức là sử dụng ánh sáng để truyền tải thông tin giữa các chip, cho đến Optane, một công nghệ bộ nhớ đệm mới giúp cho máy tính hoạt động nhanh và ổn định hơn. Intel thậm chí đang phát triển loại chip GPU của riêng mình. Swan kỳ vọng có thể thực hiện tham vọng, đồng thời duy trì được tính kỷ luật ở Intel. Từng ở vai trò giám đốc tài chính, Swan hiểu rõ trong tương lai, Intel sẽ phải rất lý trí khi nào chơi lớn và khi nào thu tay về. Pierre Ferragu, chuyên gia phân tích tại New Street Research tính toán, Intel đã bỏ ra 19 tỷ đô la Mỹ kể từ năm 2012 để tiến vào thị trường radio smartphone, vốn bị thống trị bởi Qualcomm nhưng lại không thành công. Vì thế, một trong những động thái đầu tiên ở cương vị CEO của Swan là từ bỏ canh bạc quá đắt đỏ này. Nói đến định luật Moore, thách thức còn lớn hơn nữa. Randu Chintala cho biết, với cú va vấp 10 nanomet, các kỹ sư nổi tiếng của Intel đã đụng phải bức tường lớn trước mặt, dù công ty nói rằng còn có thể dựa vào việc thu nhỏ kích thước chip thêm một thời gian nữa. Nhưng cái giá bỏ ra sẽ càng đắt đỏ, và khi kích thước chip không còn nhỏ hơn được nữa, định luật Moore đã đi đến tận cùng. Swan và các kỹ sư Intel sẽ phải tìm cách khác để tăng hiệu suất chip. Đó là bài toán rất khó cho tân CEO. Còn nhiều gian nan. Trong ngành sản xuất CPU dành cho máy tính hiện nay thì AMD và Intel là những tên tuổi lớn nhất và có sức ảnh hưởng lớn. Thế nhưng, cuộc chơi nào cũng có kẻ thắng và người thua. Intel đang dần đánh mất lợi thế cạnh tranh của mình vào tay đối thủ.
Hiện nay, hãng đang có chip Ice Lake, GPU rời, Ice Lake Xeon. Bên cạnh đó, họ vẫn đang trên đà phát triển chip Tiger Lake 10 nanomet Plus. Dòng sản phẩm chip 10 nanomet Plus sẽ là sản phẩm hãng dùng để duy trì và cầm chân AMD cho đến khi hãng ra mắt chip 7 nanomet. Trong thời điểm hiện tại, Intel đang phải ba đầu sáu tay vì hãng vừa phải sản xuất, phát triển tối ưu tiến trình 10 nanomet, vừa phải đầu tư vào công nghệ tiến trình 7 nanomet, vừa phải lên kế hoạch nghiên cứu và phát triển tiến trình 5 nanomet. Với khối lượng công việc khổng lồ như thế, Intel sẽ phải chi rất nhiều tiền để đạt được mục tiêu, đồng thời với việc biên lợi nhuận trong năm 2020-2021 sẽ giảm tương đối. Tuy nhiên, Intel vẫn còn mảng kinh doanh data-centric, trung tâm dữ liệu, chiếm tới 49% tổng doanh thu của công ty trong quý 3 năm 2019 vừa qua. Song song với việc thay đổi tiến trình sản xuất thì Intel cũng thay đổi luôn thiết kế của những con chip. Hãng đã áp dụng công nghệ sản xuất xếp chồng tương tự như công nghệ MCM mà AMD đã áp dụng. Và trong tương lai thì chắc chắn hai ông lớn này sẽ còn cạnh tranh khốc liệt hơn nữa. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên lại nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.